đầu La Đại Lục phần 2 tập 811, trở về Tinh La Đế Quốc phần 2, tuyệt thế đồng môn. Một cô đối với người bình thường mà nói tương đương lực lượng không tầm thường truyền đến. Thế nhưng mà cái điểm lực lượng này đối với Vô Hạo mà nói lại đâu có tính là gì. Căn bản không cần vận dụng bất luận hồn lực gì cả, thân thể tố chất của hắn cũng người bình thường so sánh thật sự là cường đại quá nhiều, nhiều lắm ấy chứ. Cũng không hoàn thủ, tùy ý đối phương đắn đo, sĩ quan kia chỉ cảm thấy rằng Vũ Hạo hai tay trưởng cống giống như là đồng kiên thiết chú. Bình thường mặc hắn như thế nào là phát lực, lại là không chút sức mẻ. Ô, khí lực tốt, không có tiếp tục nữa. Những quan quân tầng dưới này không khỏi là binh lính sản dạy xuất thân, cũng không muốn trước mặt nhiều tân binh như vậy mà xấu mặt. Thử một chút liền buông lỏng tay ra, hướng phía Vũ Hạo chỉ đội trưởng tụ ngũ tân binh rồi nói, đứng vào hàng ngũ đi. Vâng, Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, quay người chạy nhanh đến chỗ binh sĩ ở trong đội ngũ. Các tân binh phần lớn là vẻ mặt mới lạ, nhìn phía xa binh lính đang huấn luyện, đám bọn họ hoặc là xóa tay, hoặc là lười biếng uốn éo, mỗi người tình huống đồng không đồng nhất, mà ba vị quan quân này lại đều không có mở miệng đốc thúc bọn hắn, chỉ đứng ở nơi đó thấp giọng cười rồi nói, có điều hay hành vi của bọn hắn có thể mê hoặc người khác, rồi tinh thần lực sau đó có thể đạt đến hữu hình hữu chất tu hành cảnh giới là chi đồng hoặc Vũ Hạo đấy. Vũ Hạo chỉ là thêm một chút nữa là liền phát hiện ra, ba gã quan quân này nhìn về phía trên không để ý tới các tân binh, nhưng trên thực tế, lực chú ý của bọn họ tất cả đều là trên người của các tân binh, trong lúc lờ đãng, ánh mắt sẽ trở lên thập phần sắc bén quan sát đến từng tân binh này. Vũ Hạo đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở các tân binh, hắn chỉ là thân thể thẳng tắp đứng ở đội ngũ ranh giới vẫn còn nhúc nhích, liền bình tĩnh như vậy chờ đợi, không ngừng có tân binh gia nhập, tân binh đội ngũ cùng mới biến thành càng ngày càng khổng lồ. Đã đến lúc thời điểm giữa trưa, lúc này tân binh đã đạt đến 500 người. Ba gã quan quân bên trong, một người đột nhiên quay đầu hướng tiểu bảo rời đi. Không lâu sau đó, một gã mặt sáng màu bạc thép tinh giáp quan quân tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới trước mặt của các tân binh. Tết này quan quân khí thế rõ ràng có chút bất đồng, chẳng những thân hình cao lớn, hơn nữa một trường mặt hình vuông ẩn ẩn có mấy phần uy nghiêm. Đúng thật là lâu, các tân binh vốn đã là có chút ngã trái ngã phải, chứng kiến vị này hẳn là đại quan quân đến, lúc này mới chút thủ liễm lại vài phần. Sĩ quan kia hướng phía 500 tên binh sĩ này, lúc trước từng xem xét Vũ Hạo, tên là Tỏa Tử Giáp, quan quân đột nhiên cao giọng quát, toàn thể, nghiêm. Thanh âm của hắn thật lớn, còn như là sấm nổ, rất nhiều tân binh nghe xong đều sợ tới mức linh hồn rùng mình một cái. Trong lúc nhất thời, thật đúng là yên tĩnh trở lại. Tên kia giáp quan quân quét mặt một vòng, trầm giọng rồi nói, đều cho nghe kỹ đây, các ngươi tiến vào trong 6 quân sơ bị đoàn một khắc này bắt đầu, các ngươi cũng là đã là Tinh La Đế Quốc một gã binh sĩ quang vinh, binh sĩ thiên chức rồi, liên là phụng phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, bằng không mà nói, quân pham ta làm là 6 quân sơ bị đoàn, tất sư đoàn, tam doanh đoàn, hai đại đội trưởng, các ngươi những thân binh này tại sau 3 tháng, hiện tại liên tục về ta quán, có điều chia danh trận địa cũng là phân công. Chiến binh đứng sau lưng ta bên trái, phụng binh chạm sau lưng ta phía bên phải. Buổi nói chuyện rất là đơn giản, nhưng mà ẩn lộ ra khí tức sơ xác. Vì đại đội trưởng này hiển nhiên là đã từng đi đến chiến trường gặp qua máu đấy. Phần hung hãn khí thế này, thoáng một phát tựa làm cho các tân binh có chút cầm như hến. Hắn vung tay lên, vị in tỏa giáp quan quân này lập tức tiến lên vài bước, không biết từ nơi nào xuất ra một phần danh sách. Cao giọng thì thầm rồi nói, Đường Đông, chiến binh đại đội trưởng số 1 doanh đái, người phụ trách. Vua Hạo không nghĩ tới rằng một cái kêu là gọi hắn ngay, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chạy tới vị đại đội trưởng kia sau lưng bên tay trái đứng lại. Như cũ là đứng nghiêm, biểu hiện ra trên mặt cũng thủy chung đều là hàm hàm mỗi một cái, không ngừng là đọc tên rất nhanh. Sau lưng của Vua Hạo liền đứng càng ngày càng nhiều người, nhưng cũng có một chút xuất hiện ra ở phía bên ngoài, ở phía bên trên bên phải những tân binh này, nguyên một đám sắc mặt đều khó coi. Tại trong quân đội, phụ binh cùng với chiến binh địa vị kém rất nhiều, dưới tình huống bình thường, chỉ có chiến binh mới có thể tích lũy được quân công thăng chức. Mà phụ binh muốn thăng chức cơ hội liền là càng hay càng ít. Rất nhiều phụ binh đều là vẻ mặt sáng vẻ không phục, nhưng kiếp sợ vì đại đội trưởng kia uy hiếp, không dám chống lại, chỉ là tay hạ mặt nhỏ giọng nói thầm lấy thôi. 500 người trong danh sách, trọn vẹn liền rồi là hơn nửa canh giờ mới là chấm dứt. Vũ Hạo một mực yên lặng tính toán, cuối cùng nhất thì chiến binh tuyển đại là sẽ đến 300 người, vậy mà có 200 người đều là phụ binh. Vì đại đội trưởng kia tại một tên sau cùng tân binh đứng vào hàng ngũ, sau đó mới chậm rãi xoay người trở lại, quay mặt về phía phụ binh bên kia, trầm giọng nói, biết rõ vì cái gì các người là phụ binh không, đây là trải qua tổng hợp đánh giá sau đó bình chọn ra các người.
Bắt đầu từ khắc này đấy, các ngươi liền tất cả đều là đang bị theo dõi. Các ngươi mỗi tiếng nói cử động, tố chất thân thể, tất cả đều được đánh giá trong phạm vi cuối cùng nhất. Các ngươi là không hợp cách, không thể trở thành chiến binh. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là liều lại đem làm phụ binh. Phụ binh quân lương cùng với bình thường chiến binh nhất trí, nhưng rất khó tăng tỷ lệ giá đồng bạc hai. Theo phía trước, theo quan tiếp liệu, chỗ đó cũng là nhận lấy quân lương, trang bị trả lại ly khai quân đoàn. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ly khai quân đoàn này sau đó các ngươi sẽ được bị đăng ký ở trong danh sách quân đội vĩnh viễn không muốn các ngươi nữa. Nếu như biểu hiện yếu gì, còn có cơ hội thăng làm chiến binh, hiện tại ta cho các ngươi 10 phút cân nhắc thời gian, 10 phút sau cho ta đáp án. Hướng phụ binh đám bọn họ nói xong lời nói này, sau đó đại đội trưởng lại chuyển hướng về phía 300 tên chiến binh, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tân binh đảm tử các bọn đám các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi bị tuyển thành chiến binh liền được mọi sự thuận lợi. Ta nói cho các ngươi biết rằng, nếu như sau 3 tháng tân binh trong kỳ huấn luyện, các ngươi không hợp cách, như vậy thì các ngươi sẽ bị loại bỏ trở thành phụ binh. Chỉ có thành công thông qua huấn luyện, thành tiêu yêu dị người mới có thể trở thành là chiến binh. Không muốn cho rằng lão tử hà khắc, lão tử đây là đối với các ngươi cùng gia đình của các ngươi, phụ trách chí ít là nói là ưu tú nhất. Cũng chỉ là có thể là đi chịu chết, như vậy còn không bằng lưu ở phía sau hoặc là về nhà trồng ruộng. Dựa theo vừa rồi phân đối doanh trại, các ngươi có thể phản đối doanh trại sửa sang lại lợi vụ, sau đó ăn cơm trưa, một lúc lâu sau còn có thể ở lại đây tập hợp lại." Đơn giản mới trải qua một bài học khi mới vào tân binh, trước lời nhắc rõ ràng tù liễm rất nhiều. Tại ba gã tỏa tử giáp quan quân dưới sự dẫn dắt, chiến binh đã bọn họ hướng doanh trại mà đi. 300 tên chiến binh bị dẫn tới 10 cái doanh trại, từng doanh trại đều rất lớn, có thể dung nạp 30 tên lính ở lại cùng với Vũ Hào. Chỗ ở chính là ở chỗ này, lô doanh trại số 1, hơn nữa dựa theo phân bối, hắn vẫn là người phụ trách doanh trại, còn một cách khác chuyện khác của doanh phòng tạm thời thuộc về hắn quản. 30 người tiến doanh trại, tiếng oan than giận dãy cũng là bắt đầu. "Ây ôi, mệt chết đi được. Bắt đứng cho tớ chưa, mới kiến cho ăn một bữa cơm. Cái này binh cũng là không phải sẽ làm như thế." Một gã sáng tân binh người nhỏ gầy về mặt hậm hực mà nói. Một xanh khác dáng người tương đối mập mạp binh sĩ rồi nói: "Đừng có than thở nữa, ta đến như vậy cũng là khổ sở lắm rồi. Sớm biết như vậy làm đến khổ như này, cha ta phải để cho ta tới quân đội rèn luyện thật là khiến cho người ta im lặng mà." Cũng loại thanh âm như vậy, cơ hồ mỗi loại tỏa ra trong doanh phòng vang lên. Vũ Hạo tiến vào trong doanh trại, tìm cho mình một chỗ nằm hẻo lánh bên trong. Trên thực tế là một trường nhất cực kỳ là đơn giản. Giường cây trên lấy ra cái chiếu thảo trên chiếc chiếu là một chiếc giường mộng đẹp. Sau đó có một giường chăn mềm lạ trong doanh phòng, từng chỗ nằm trang bị tiêu chuẩn. Đối với cái này, Vũ Hạo cũng không có bất kỳ cần oán hận. Hắn căn bản là không quan tâm, đem quân phục của mình đặt ở trên chăn, trường thương lập đến đặt trên một chiếc căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Tinh thần lực lập tức bao trùm toàn bộ ở trong doanh phòng. Trừ hắn ra còn có 29 người, 29 người đều đang cảm giác của hắn ở bên trong, hắn quan sát hạ không chỗ nào che giấu. Phần lớn người đều đang oán giận, tiến vào trong quân doanh rõ ràng có chút không thích ứng, nhưng cũng có một chút lộ ra thập phần bình tĩnh. Ví dụ như là ngay khoảng cách Vũ Hạo cách đó không xa, một chỗ nằm ở bên trên một gã nằm ước chừng là 20 tuổi, dáng người thông thường thanh niên lộ ra rất bình tĩnh. Hơn nữa lông mi của hắn trông còn là mang theo vài phần lãnh ý cùng với chung quanh, mặt khác tân binh có vẻ hơi không hợp nhau. Toàn bộ 30 người ở bên trong, ngoại trừ Vũ Hạo bên ngoài, còn có 6 người tương đối là bình tĩnh, trạng thái đối mặt với vừa vào trạng thái lính phần này mới lạ, đều rất nhanh thu thập được xong đồ đạc của mình, trong đó 2 người đứng lên, muốn đi ra ngoài ăn cơm. Vũ Hạo hướng người ở trên đột nhiên là sững sững vỗ tay một cái, 3 tiếng sòn tàng vỗ tay vang lên hấp dẫn tân binh ở trong doanh phòng chú ý. "Tất cả mọi người an tĩnh một chút, hãy nghe ta nói hai câu." Vũ Hạo mặt mỉm cười mà nói, bởi vì hắn trang điểm hình tượng cũng rất là vững chắc. Nụ cười này mà bắt đầu cải thiện ra là thật thà, càng còn làm mang đến vài phần dáng vẻ quê mùa. Nhìn trên ngực của hắn giáp ra, các tân binh chú ý lực lượng hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, trong quân doanh phòng còn yên tĩnh thêm vài phần. Vũ Hạo nói tiếp, "Các vị huynh đệ, chúng ta đều là một ngày đến trại trận binh này báo cáo tình huống. Vừa rồi mọi người cũng đều thấy được, nếu như biểu hiện không được, thật sự sẽ là bị phân phối trở thành phụ binh. Ta nghĩ rằng các ngươi ai cũng không muốn đi đem làm phụ binh đúng chứ? Chúng ta nếu bị phân phối cùng một cái ở trong doanh phòng này, sau này có thể sẽ là đồng chí huynh đệ trên chiến trường, còn phải cùng một chỗ giết địch.
Cùng một chỗ chiến đấu kế tiếp là tại tân binh 3 tháng huấn luyện, đối với chúng ta là mà nói rất là trọng yếu. Vừa rồi vị trưởng quảng kia nói chỉ là có biểu hiện yếu tố mới là có thể thực sự trở thành chiến binh. Như vậy chúng ta muốn đối mặt với cái này. Mặt khác, chính cái doanh trại tân binh bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Muốn trở thành chiến binh chúng ta đều biểu hiện ra so với bọn hắn được. Như vậy trọng yếu nhất là đoàn kết. Tất cả mọi người là tân binh, mặt khác doanh trại người lẫn nhau, trong lúc đó vẫn đều là chưa quen thuộc, bọn họ vẫn chia sẻ, nếu như chúng ta một doanh phòng các huynh đệ có thể đoàn kết trở lại. Như vậy, bọn họ ai đều là muốn không phải là đối thủ của chúng ta, về sau chúng ta chung cùng tiến lùi, như thế nào? Vũ Hào nói ra lời này rất là có tính động tính, hắn phối hợp ngữ điệu, hơn nữa một tia tinh thần lực dung nhập, khiến cho không ít một trong doanh phòng này các tân binh cũng có chút đồng cảm. Có điều cũng có thanh âm bất đồng, phía trước nói chuyện cái tên mập mạp kia nhếch miệng nói, thật xem mình là người phụ trách rồi hả, không phải là làm thần giáp xa mang vào hay sao, tất cả mọi người là tân binh, ngươi dựa vào cái gì mà dạy cho chúng ta làm việc đấy, mọi người đừng để ý đến hắn nữa, đi ăn cơm thôi. Nói xong hắn quay người đi ra bên ngoài, giống như hắn không cho đúng là biểu lộ còn có mấy người, nhưng vậy nhìn Vũ Hạo đều toát ra vẻ châm chọc. Vũ Hạo trong mắt chợt lóe sáng, một cái bước xa liền xông ra bên ngoài, vài bước vượt qua, chắn trước người tân binh mập mạp kia. Trên mặt nụ cười thật thà thu hồi, Vũ Hạo chăm chú nhìn tân binh mập mạp này rồi nói, ta mới vừa nói, không chỉ là đề nghị, cũng là mệnh lệnh đó. Tân binh mập mạp trừng mắt rồi nói, có sao, ngươi nghĩ ngươi là ai, dựa vào cái gì hả mà quản lão tử ta, cút ngay. Vừa nói, hắn duỗi ra một cái quạt hương bổ bàn tay to lớn, hướng phía của Vũ Hạo, đập mạnh xuống. Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, tay phải vừa nhấc nhéo hắn, cái tay này miệng hổ hướng mạnh cạnh mình, mập mạp kia một cái lảo đảo hướng phía của hắn đụng tới.